Xin chào bạn, chào An quay trở lại kênh Thuyền Tính. Trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện khôi phục lại cài đặt gốc về trạng thái rút sửa của con máy VMAX Star 4 V341A nhé. Đây, máy này nó đang là Star 4 đây, VOS 3.0 nhé. Rồi, tôi sẽ vào lại. Ta sẽ vào phần cài đặt. Chúng ta sẽ vào phần hệ thống này. Ta bấm vào cái dòng thứ 3 tùy chọn đặt lại. Ta ấn vào xóa dòng thứ 3, xóa mọi dữ liệu về đặt lại thiết bị. Ở video này tôi hướng dẫn các bạn là khôi phục lại về trạng thái xuất xưởng. Nên các bạn có những ảnh video này, tất cả các thứ các bạn phải sao chép sang thẻ nhớ hoặc máy tính. Vì khi thực hiện bước này thì nó sẽ xóa hết về trạng thái xuất xưởng ban đầu nhé. Ấn vào đây. Đây, và các bạn nhớ cái tài khoản mail nhé. Nếu bạn không nhớ tài khoản mail này, các bạn vừa đọc xem bên dưới mô tả video để xem bypass của mình nhé. Đặt lại điện thoại. Nó hỏi một lần nữa, ta sẽ xóa tất cả dữ liệu. Sau khi bạn đợi 3-5 phút thì máy sẽ hiển thị chào mừng này. Ta sẽ bấm vào cái mũi tên này để chọn về ngôn ngữ tiếng Việt. Ta ấn OK. Nếu các bạn sử dụng tiếng Anh, ta để mặc định vào Next đi nhé. Ta ấn vào mũi tên. Cái này bỏ qua hoặc bạn nhập tên được không sao cả. Ta tích vào đây, tôi đọc kỹ. Tiếp theo. Đây, ấn bỏ qua. Chúng ta cứ ấn vào thiết lập ngoại tuyến ở dưới này cho nó nhanh nhá, không có bạn kết nối mạng. Còn nếu các bạn không có cái dòng này thì nó sẽ đòi hỏi tài khoản Google iPad ấy. Nó bắt nhập tài khoản Google thì chúng ta sẽ thực hiện theo cái video bên dưới nhé. Ngày giờ các bạn để mặc định tiếp. Mật khẩu thì các bạn ấn vào để sau cho mình. Rồi bước này ta sẽ ấn vào hoàn thành. Nếu cái bước vừa rồi ấy, nó không có phần thiết lập ngoại tuyến, các bạn bắt buộc phải kết nối mạng ấy, thì nó là bị tài khoản Google nhé. Rồi vừa rồi là mình vừa hướng dẫn các bạn thực hiện khôi phục lại cài đặt gốc về trạng thái xuất xưởng của máy VMAX Star 4 mã là V341A. Chúc các bạn thành công. Máy sẽ về hoàn toàn mới tinh nha, như cái lúc đầu các bạn mua máy. Rồi, chúc các bạn thành công. Các bạn nhớ like, chia sẻ video và đăng ký kênh của mình nhé. Chào các bạn.